À vâng, xin chào toàn thể quý anh chị đang quay trở lại với video tiếp theo của kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Hôm nay em sẽ chia sẻ anh chị mình một lô đất tại thành phố Di An anh chị nhé, nằm trong khu dân cư nhé, đường 13m tính cả vỉa hè cây xanh, rải nhựa là 7m, vỉa hè mỗi bên 3m, vậy là em tính tổng là 13m anh chị nhé. Đấy, đất đẹp anh chị, chắc chắn sẽ đẹp. Lô này xây ở quá tuyệt vời luôn, đầu tư rất ok anh chị. Đây ha. Căn nhà này bỏ một lô, từ căn nhà ra 4 mét bỏ là lô tiếp theo, lô này đây, chỗ cái cây này giữa hai nhà với chị nhá. Đấy, thì lô đất của mình đây này, ngang 4 và dài 17,68 m, thổ cư hết, sổ hồng riêng. Khu dân cư mà em đang ghi hình đây là khu dân cư Lê Phong tại phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, rất là gần với đường Lê Hồng Phong, cách đường Lê Hồng Phong 100 m anh chị nhá, 100 m nhá. Đấy, còn nếu anh chị chỗ này quý chị, chỗ này mà nếu mà ra vòng xoay An Phú á, cũng rất là gần, 500 m, không tới đâu, chắc tầm 400 m thôi, thì mình cứ tạm tính 400 đến 500 m anh chị nhé. Và quý anh chị mình lưu ý á, tất cả cái thông tin mà em Hải đưa trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, những thông tin em đưa là đúng chính xác 100% anh chị nhé. Đấy, thông tin đúng chính xác 100%, ghi hình thực tế. Đấy, đây là khu dân cư Lê Phong, phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Khu này thì xây dựng rất là nhiều rồi anh chị đó. Ở đây chủ yếu xây 1 trệt 2 lầu ha. Đấy, thì lô đất của mình cũng sẽ là xây 1 trệt 2 lầu anh chị nhá, khu dân cư mà. Đây, đó, rất là đẹp anh chị nhá, nhà xây rất là nhiều rồi. Hướng này mình ra đường Lê Hồng Phong này, 100 m anh chị nhá. Đấy, đường hướng này. Và khu này nó cũng gần với khu vòng xoay An Phú, tầm 400-500 m. Còn nếu mà chỗ này mà mình đi ra ngã tư Chiêu Liêu thì tầm 1 km anh chị nhá. Nếu ra ngã tư Chiêu Liêu là 1 km ha. Đấy, đấy, lô đất mình đây này anh chị này, lô này ha. Ngang 4 dài 17 đấy, 68 m, thổ cư hết luôn, sổ hồng riêng, công chứng ngay được luôn, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Rất là đẹp quý anh chị ha, khu dân cư hiện hữu nha. Ở khu vực này nhà xây cũng rất là nhiều rồi. Đấy, đường đẹp nha quý anh chị nha. Đường 13 m tính cả vỉa hè và cây xanh. Đấy, rất là ok. Đấy, đường này phía dưới này còn một khu rộng nữa này quý anh chị. Đó, phía dưới đó ha. Nhà cửa xây rất là nhiều rồi. Đấy, rất là đẹp anh chị ơi. Đất của mình là đây. Phong thủy ha, phong thủy đất của mình là hướng đông nam. Hướng đông nam thưa quý anh chị ha. Đấy. Lô này là hướng đông nam nha, rất là mát anh chị nha. Các anh chị nào mà cùng mệnh đông tứ trạch rất là hợp với lô này. Đấy. Đông tứ trạch anh chị nha. Nếu mà anh chị nào mà quan niệm phong thủy là đông tứ trạch ha. Hướng đông nam rất là mát ha. Còn đầu tư thì em nghĩ cứ giá tốt là mình mua thôi, không cần quan trọng hướng đâu. Sẽ có hướng hợp với người này, hướng hợp với người kia đấy anh chị ha. Đấy, mỗi hướng sẽ hợp với mỗi người. Đó. Rồi. Vậy là video này em Hải chia sẻ anh chị mình lô đất 68m, ngang 4, dài 17, thổ cư hết, sổ hồng riêng, hướng đông nam, nằm trong khu dân cư Lê Phong của phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, gần đường Lê Hồng Phong 100m, ra vòng xoay An Phú tầm 400-500m, lên ngã tư Chiêu Liêu là tầm 1 km anh chị nha. Khu dân cư hiện hữu, xây dựng nhà rất là đẹp và đường 13m tính cả vỉa hè cây xanh, đường 3 ô tô đánh nhau được luôn chứ. Đấy, nên rất là rộng anh chị nhá. Đấy, chiếc ô tô này đậu đây còn dư quá trời này ha. Lọt lòng 7m, vỉa hè mới bên 3m ha. Khu dân cư đẹp nha. Rồi, tổng giá trị của lô này số đẹp luôn. 278 ha, 2 tỷ 780 triệu anh chị, số đẹp ha. Đấy. Rồi, anh chị mình yêu thích thì liên hệ cho em Hải ha. Em Hải chuyên ghi hình chia sẻ các bất động sản, đất nền nhà phố tại thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh ở trên kênh YouTube Hoàng Hải này. Nên là anh chị đăng ký kênh của em ha, để cập nhật những video tiếp theo em sẽ ghi hình cho anh chị mình xem thực tế ha. Những anh chị nào mình ở xa mình chưa đi xem được thì mình cứ hãy đăng ký kênh của em để em cập nhật video cho anh chị mình xem. Rồi, anh chị nào mà muốn yêu cầu quay khu nào, lô nào, ở trên Zalo thì em đăng rất là nhiều. Nên là có những sản phẩm chưa thể quay hình được anh chị nhá. Nên là anh chị nào muốn quay thực tế lô đất nào, sản phẩm nào thì cứ báo lại cho em, để lại bình luận ha, để lại comment ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị mình. Em xin chào ạ.